Thưa các cụ, các anh em chị em, các cháu, theo quyết định của chính phủ, hôm nay Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh làm lễ long trọng tuyên dương danh hiệu anh hùng quân đội cho 26 chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất trong quân đội ta. Trong thời kỳ kháng chiến, quân đội ta đã ra sức thi đua, giết giặc, lập công, đã phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã vượt mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu dũng cảm, đã lập được nhiều chiến công oanh liệt và thành tích vẻ vang, đã đào tạo được nhiều anh hùng và chiến sĩ thi đua chính đáng là những cái người con ưu tú của Tổ quốc. Hiện nay, hòa bình được trở lại thì quân đội ta đang ra sức củng cố quốc phòng để bảo vệ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc. Bác thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân người khen toàn thể bộ đội của ta. Và chào mừng các anh hùng được tuyên dương công trạng trong dịp này. Và các chiến sĩ trong toàn quân. Năm 1952, ở đại hội thi đua toàn quốc, quân đội ta mới có 4 anh hùng. Mà năm nay thì kỷ niệm 10 năm xây dựng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì chúng ta đã có thêm 26 anh hùng quân đội nữa. Đó là một bước tiến lớn của quân đội và của nhân dân ta trong chiến đấu và trong xây dựng. Trong cuộc tuyên dương lần này thì có đủ anh hùng của tất cả các chiến trường Trung Nam Bắc, đủ cả các chủ lực bộ đội địa phương và dân quân du kích, đủ cả các đơn vị chiến đấu và đơn vị chuyên môn, đủ cả các dân tộc anh em trong toàn quốc. Có chiến sĩ là đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam và có nhiều chiến sĩ là ngoài đảng. Các anh hùng đều đã có thành tích xuất sắc và đạo đức tốt đẹp, đạo đức cách mạng tốt đẹp. Điều đó chứng tỏ quân đội ta được trưởng thành về mọi mặt. Nhưng quân đội ta chớ nên lấy như thế là đủ, mà chớ nên tự mang tự kiêu. Các chú phải cố gắng nữa, phải cố gắng mãi để tiến bộ mãi. Nhân dịp này thì bác có mấy lời dặn chung các chú bộ đội, mà riêng cho những anh hùng chiến sĩ. Một là trong 10 năm qua thì do quyết tâm thi đua mà chúng ta đã thắng lợi lớn, ta đã bảo vệ và phát triển được kết quả của cách mạng tháng 8, ta đã giải phóng được hoàn toàn miền Bắc, chúng ta đã đặt được cơ sở vững chắc để đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà và hoàn thành độc lập dân chủ trong cả nước. Hiện nay cùng do quyết tâm thi đua mà chúng ta đã thu được một số thành tích trong đấu tranh chính trị,
trong việc củng cố miền Bắc và xây dựng quân đội trong hòa bình. Trong những năm kháng chiến, quân đội ta đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, thì ngày nay quân đội ta cũng phải ra sức mà giữ vững cái lá cờ thi đua ấy. Trong kháng chiến thì các chú thi đua rất là tập trung, mà ngày nay thì các chú thì thi đua xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước. Tức là phải ra sức học tập quân sự, học tập chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, việc để thực hiện chính sách, làm tròn mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho các chú. Cái cuộc chiến tranh, cái cuộc đấu tranh hiện nay để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước là một cuộc đấu tranh gay go gian khổ. Cho nên các chú phải bền gan, vững chí đấu tranh, phải thi đua dẻo dai, bền bỉ, phải quyết tâm giành cho kỳ được thắng lợi. Cách mạng có nhiều công việc, nhưng công việc gì cũng là để phục vụ nhân dân, công việc gì cũng là quan trọng. Thì có tinh thần cách mạng, làm tròn nhiệm vụ thì làm gì cũng có thể là trở nên anh hùng được. Vì vậy các chú phải đẩy mạnh thi đua cho rộng khắp hơn nữa, làm cho ai nấy, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ ở cương vị nào đều thi đua lập được thành tích lớn hơn nữa, ngành nào cũng thi đua tiến bộ mạnh hơn nữa, học tập và đào tạo được nhiều anh hùng chiến sĩ hơn nữa. Các chú anh hùng thì cần phải nhận rõ là vinh dự của các chú rất lớn, mà nhiệm vụ của các chú cũng rất to. Các chú phải luôn luôn cố gắng tiến bộ mãi, phải khiêm tốn và gần gũi anh em, làm gương mẫu về mọi mặt, phải ra sức học tập chính trị, quân sự, chuyên môn và văn hóa, phải trau dồi đạo đức cách mạng, phải thường xuyên phê bình và tự phê bình để tiến bộ mãi. Các chú tuyệt đối chớ có tự cao tự đại, chớ cho mình là giỏi rồi. Các chú phải luôn luôn nhớ rằng thành tích là thành tích tập thể, anh hùng là anh hùng tập thể, chứ không phải là thành tích và anh hùng cá nhân. Đó là vinh dự chung của toàn quân, chứ không phải là vinh dự riêng của cá nhân. Nói tóm lại, vì dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quân đội ta là quân đội anh hùng, cho nên anh hùng thi đua của quân đội, của dân tộc, chứ không phải là cá nhân. Với sự lãnh đạo và giáo dục của Đảng và Chính phủ, với sự giúp đỡ của tập thể, các chú cố gắng thì nhất định các chú sẽ tiến mạnh, tiến mãi. Các chú tiến mạnh tức là quân đội ta tiến mạnh, tức là dân tộc ta tiến mạnh. Bác chúc các chú khỏe mạnh và tiến bộ không ngừng. Chúc quân đội ta thi đua thắng lợi hơn nữa, thêm nhiều anh hùng chiến sĩ mới hơn nữa.
Untuk tujuan. Untuk tujuan. Untuk tujuan.